Tom vừa được tiêm chủng vaccine COVID. Bởi từ hôm nay, bất cứ ai từ 12 tuổi trở lên là đủ điều kiện. Sau đó, Tom tìm được chỗ tiêm chủng cho cô em gái. Cô em gái gửi thông tin này cho người bạn thân. Người này nhắc nhở đối tác kinh doanh của mình. Vị này nói cho người kế toán nghe. Đại khái là như vậy đó. Hôm nay, mọi việc khởi đầu với Tom. Ngày mai, có thể bắt đầu từ bạn. Hãy nói cho bạn bè và người thân biết rằng vaccine ngăn gần 100% các ca nhập viện và tử vong do COVID. Chúng ta có thể làm được.